Vụ hè thu năm nay, ông Nguyễn Ngọc Giàu ở ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang chọn canh tác giống lúa VNR20 của công ty trách nhiệm hữu hạn lúa gạo Việt Nam Vinarize. Đây là giống lúa đã được Vinarize khảo nghiệm qua 3 vụ tại đồng bằng sông Cửu Long, nhưng là lần đầu tiên ông Giàu canh tác loại giống này. Nhìn cánh đồng lúa sáng ngời, bông to xoay quanh, mặc dù chưa thu hoạch, nhưng ông chủ ruộng này khẳng định giống VNR20 về năng suất vượt trội hơn một số giống lúa đang canh tác hiện nay ở địa phương. Năng suất này cao lắm à. Thấy chắc không có giống nào mà theo nó nổi á. Thấy gì là thấy được 900% rồi đó. Để coi vài bữa nữa cái là chính xác nữa, chứ bây giờ là chắc ăn là 900% rồi đó. Thấy gì là thấy mừng lắm rồi đó. Điểm của ngày nó lấy gạo hay. Yeah. Lấy tới cổ luôn à. Chỗ gì là ok rồi. Này ăn tắng là anh không có chuyện. Thế là cái hình lá ngắn mà cứng cây. Cái này là đông xuân là không có nào qua này nổi rồi. Đông xuân phải làm lại một cái nữa. Còn mê nó quá rồi. Chắc đông xuân anh cũng làm là hết luôn á. Còn đây là cánh đồng 27 hectare trồng giống lúa VNR20 ở xã Tân Công Xính, huyện Tam Nông. Lần đầu tiên canh tác giống VNR20, ruộng lúa sắp thu hoạch, ông Nguyễn Văn Dũng cũng như nhiều bà con nông dân xung quanh rất bất ngờ về năng suất của giống lúa mới này tại địa phương. Tôi được công ty Vinagai đưa cái giống VNG20. Theo như hồi đó giờ tôi làm thì chỉ có giống này là đạt hơn hết so với các giống khác. Vụ hè thu là năm nay là chỉ đạt hơn hết các loại giống khác. Bởi vì nó cứng cây, cây bự, bông to, không đổ ngã. Lúa như vậy thì tôi đoán cỡ khoảng 10 tới 15 ngày nữa là cắt. Vụ này chắc đoán chắc cỡ 8 tấn. Tôi đi thăm ruộng của anh Dũng, nó bông nó dài mà lại nhặt hột nữa. Là nó nhiều hột hơn các loại kia nó thưa nách hơn. Này dày nách, gạo nó vô cũng đạt nữa. Nó vô tới cậy luôn. Như ruộng tôi với ruộng này thì cây ruộng này hơn ruộng tôi nhiều. Như ruộng tôi 5-6 tấn, ruộng này khoảng gần 8 tấn ăn lên. Chỉ là mới thấy năm nay giống này thôi. Hôm nay thì là vụ hè thu ở cánh đồng xã Tân Công Xính, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Thì công ty lúa gạo Việt Nam Vinarai trình diễn 27 hectare cái giống lúa VNR20. Thì qua khảo nghiệm, thử nghiệm trên diện rộng từ tháng 9 năm 2020 tới tháng 7 năm 2021 này, thì qua nhiều vụ thì chúng tôi đánh giá là cái giống VNR20 có cái thời gian sinh trưởng nó tùy theo vụ và nó trung bình là từ 98 đến 100 ngày. Thì riêng ở cái 27 hectare ngày hôm nay thì nó được 90 ngày rồi, thì là chúng tôi dự kiến là khoảng là 7-8 ngày nữa là chúng tôi có thu hoạch. Thì về cái thời gian sinh trưởng của giống này thì khoảng là 98 đến 100 ngày. Thì theo đánh giá của bà con nông dân ở đây thì ở góc độ chuyên môn, chúng tôi đánh giá là nó trên 6 tấn rưỡi đó, bình quân cho 7 tấn đối với cái cánh đồng 27 hectare VNR20 này. Còn riêng vụ thu đông và đông xuân thì trong thời gian qua chúng tôi trải nghiệm thì thấy thì năng suất rất là cao. Nó nằm ở hàng 9 tấn đến 10 tấn. Thậm chí có những ruộng sản xuất mà lúa cấy nó lên 10, 11, 12 tấn ở hạt tươi ở mức độ 26%. Dù mới canh tác giống lúa VNR20 lần đầu tiên, nhưng ông Nguyễn Văn Dũng rất phấn khởi bởi năng suất cao mà rất nhẹ chi phí sản xuất. Cách bón phân cho VNR20 tương tự như bón cho đầy thơm 8, nhưng VNR20 kháng được bệnh đạo ôm lá. Qua theo dõi thực tế đồng ruộng, do không phát hiện nấm bệnh, tới giai đoạn trổ bông mới phun ngừa nên giảm chi phí đáng kể. Ngon cái là nó kháng đạo ôn, từ lúc cấy cho tới lúc chỗ là chỉ xịt ngừa ngay lúc chỗ và chỗ điều thôi. Không thấy nó có là mình không xịt là biết nó kháng. Từ lúc cấy cho tới lúc chỗ là tới chỗ mới xịt, chứ còn trước đó là không có xịt. Như giống này thì nó được con cái là nó kháng đạo ôn. Lúc mà chỗ sẹt thì mình xịt, mình có ngừa trái bị lá tí. Rồi chủ yếu nhiêu đó thôi. Nó chỗ thì hơi chậm hơn các loại giống khác tí, nhưng mà được cái là nó vô gạo rất đạt. Lúa còn 10 tới mười mấy ngày nữa mới cắt mà giờ lúa nó vô gạo tới cậy no chắc hạt tới cậy hết. Bông này dài lắm à. Cỡ khoảng 250 hột ăn lên á. Giống bình thường thì cỡ trăm ngoài hả? Giống này thì nó ngon hơn các loại giống khác rồi đó.
Theo như tôi đoán là vụ này là cỡ khoảng 8 tấn chứ nó kháng đạo ôn. Về kháng bệnh đạo ôn thì chúng tôi thấy là trong quá trình trồng từ vụ thu đông năm 2020 đến vụ hè thu 2021 này, quá nhiều vụ, nhiều vùng sinh thái chúng tôi không thấy là nó bị đạo ôn lá, đạo ôn cỏ bông. Về vi khuẩn thì bà con nên sử dụng ngừa vi khuẩn ở lúc chuẩn bị chỗ, đến khi chỗ đều có thể sử dụng 2 lần vi khuẩn. Còn rầy nâu thì nó có cái tính kháng trung bình. Lưu ý là lúa đang giai đoạn đỏ đuôi trở về sau thì tôi thấy là do năng suất nó cao quá, nó trúng quá thì có khả năng xảy ra cái than vàng, than đen, thì đề nghị bà con mình lưu ý phun ngừa cái Ridomin Gold á, phun có thể 1-2 lần ở khi mà lúa nó đang trổ đều ngậm sữa, đến khi nó đỏ đuôi thì bà con phun ngừa để nó không bị than vàng, than đen. Một ưu điểm của giống VNR20 được bà con nông dân rất quan tâm là cứng cây, chống chịu độ ngã rất tốt. Nếu giống nào hạn chế độ ngã sẽ là ưu tiên lựa chọn trong canh tác của nhiều người, nhất là trong vụ hè thu, thu đông, mưa gió nhiều khi thu hoạch. Giống này thì rất cứng cây, chống đổ ngã luôn. Cây rất bự thì giờ lúa sắp cắt rồi mà không có ngã cây nào hết. Vòng vòng lúa ta xạ là ta sập dẹp đép hết trơn. VNG20, cái giống này là giống này mới nè. Theo cái vùng này tôi mới thấy nha, chứ còn không biết có vùng khác có làm chưa, chứ giống này cái vùng này là tôi thấy nó đạt hiệu quả cao nè. VNG20 này, cái giống này nó trúng là bông bự to dài nữa. Giống này chắc đông xuân tới mà tôi làm giống này quá. Bữa hổm có anh Út mua lúa của anh nè, anh kêu anh đi, anh kêu bà con của ta làm đi, đông xuân làm đi, làm theo qua giàu đi. Chừng nữa mua hết cho gạo đẹp, gạo đó cũng như OE 18. Nội cái diện tích của anh vòng vòng đây không cũng cỡ trên 200 rồi. Thì kế anh đây nè, mà cái trà ăn lượt với anh trà này nè, đó dài đó đó. Thì mấy anh em lái thì cũng nói thật sự là nói thôi giờ ông để cái trà này cho tôi đi, mà nếu tôi xây đạt được như OE 18 được á, gạo á, là sau này tôi mua bằng cho. Cái ưu điểm của giống này á, là bà con chúng ta lưu ý, cái thứ nhất là cái chiều cao cây của nó là khoảng 9 tấc đến 9 tấc 2, và đặc biệt là nó rất là cứng cây, gạo của nó trong, gạo của nó là gạo trắng trong, hạt dài, đạt cái tiêu chuẩn xuất khẩu. Về mùa vụ thì chúng tôi đã khảo sát được 3 vụ trong năm rồi, từ vụ thu đông năm 2020 đến vụ đông xuân năm 2020 và bước qua 2021. Đến tháng 7 năm 2021 này thì chúng tôi mạnh dạn khuyến cáo và định vị cái giống lúa VNR20 này vào cái vụ thu đông và đông xuân. Còn vụ hè thu thì chúng tôi tiếp tục phục chán lọc lại để hoặc là tuyển chọn giới thiệu những cái giống có thời gian sinh trưởng ngắn hơn để phù hợp cho cái vụ hè thu. Riêng VNR20 này rất thể hiện rất mạnh, và ưu thế của nó là vụ thu đông và đông xuân. Do có năng suất khá cao trong cả 3 vụ, đông xuân, hè thu và cả thu đông, nên khi canh tác giống lúa VNR20, công ty Vinarize khuyến cáo bà con nông dân chú ý công thức phân bón, đặc biệt là đối với đạm và kali. Phải phân chia tỷ lệ và thời gian bón hợp lý để cho năng suất cao nhất. Phân thì cũng bình thường thôi. Giải lúc mình đón đồng là giải hơi nhiều kali lên tí, là mình giảm UG lại, thì nó cũng như các loại giống khác thôi à. Khi trồng thì chúng ta lưu ý về phân bón. Đối với cái giống này thì bà con lưu ý là về phân bón là chúng ta đi cái kỹ thuật là đối với đạm là nặng đầu nhẹ đuôi, còn đối với kali chúng ta ngược lại là nhẹ đầu và nặng đuôi, thì lúc đó hạt sẽ đi vào cậy rất là tốt. VNR20 thì thuộc cái dạng là bông đùm chùm nhiều hạt trên bông, cho nên bà con lưu ý không thể nào thiếu kali và yếu kali ở cái lần bón thúc được. Tại vì cái bông của nó là thuộc cái dạng bông đùm chùm nhiều hạt trên bông lắm. Thì đạm là chúng ta nặng đầu là sao? Nặng ở lần thúc 1, thúc 2 để nó cho nó đẻ nhánh và nó được những cái chồi hữu hiệu về sau. Còn kali ở giai đoạn đầu chúng ta nhẹ lại. Còn về sau là ở lần thúc đón đồng thì nhẹ đạm lại và tăng kali lên. Đó là những cái cách mà đi phân cho VNR20 như vậy thì năng suất rất là cao. Qua 3 vụ khảo nghiệm tại đồng bằng sông Cửu Long, giống lúa VNR20
được nông dân đánh giá cao về năng suất, vượt trội từ 10-15% so với một số giống lúa. Kèm theo đó là nhiều ưu điểm, nên đây là một trong những giống lúa triển vọng, phục vụ nhu cầu lúa giống cho bà con nông dân.